Có được kết quả luôn không? Bé nhà bà không có gì nhỉ? Bà ơi, tôi Trần Thị An nhé. Hiện tại đây là sàng lọc thính lực của bé. Thì đây là phương pháp sàng lọc công nghệ cao. Thì đo bằng từ thân não đo ra. Kết quả sàng lọc thì thể hiện là hai tai bé đều đạt nhé. Thì cháu gửi kết quả của bà.